Xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả mọi người trên đường live của Nhi DT Vlog nhá. Thì hôm nay thì Nhi lại tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người xoay quanh cái vấn đề về không gian mạng, trong cái vấn đề giữa lạc luộc và tím chọc, trong cái bối cảnh trong cái ngày hôm qua ở bên phía Trung Quốc. Thì cũng như những cái chia sẻ của Nhi, thì Nhi cũng đã chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người rồi. Thì Nhi cũng đã nhìn nhận được ra cách đây cũng rất là lâu rồi về cái mưu mẹo và cái sự lươn lẹo văn vở của hai cái chủ kênh này đã dựng lên một cái vở kịch để lừa dối khán giả trên không gian mạng, để câu nhử, để câu kéo, để câu view, câu like. Chứ thực chất ra thì cá nhân của Nhi cũng đã nhìn nhận từ lâu rồi, nhưng mà Nhi chia sẻ lên thì nhiều khi cũng có cô chú anh chị và mọi người cũng không đồng quan điểm với Nhi, cũng có khán giả mọi người đồng quan điểm. Thì mọi người hiểu, thì trong cái ngày hôm qua đấy thì cái clip khán giả cũng đã biết rồi. Thì sau khi thì Nhi cũng xem vào cái clip bên kênh của Lạc Luộc thì cũng lên một cái clip kêu là chia tay thím thủy bên Trung Quốc. Thì thật sự ra với khán giả mọi người như này này, cái câu chuyện đi sang bên phía Trung Quốc qua cửa khẩu thì thứ nhất, một là mình đăng ký cái giấy thông hành 12 tiếng đồng hồ, hoặc là cứ đến tối là mình phải về Việt Nam, hoặc là mình đăng ký 2 ngày hoặc là 24 tiếng đồng hồ đấy thì mình có quyền ở lại. Thì đủ 24 tiếng đồng hồ thì mình phải về ra cửa khẩu. Nhưng mà theo cái cách nhìn nhận của Nhi ý, thì chắc chắn sẽ có rất chi là nhiều khán giả mọi người lại có cái suy nghĩ là khéo Lạc Luộc lại ở lại và lại gặp tổ chức lọ tổ chức kia. Thì nói thật sự ra với khán giả mọi người thì đây cũng chỉ là cái chiêu bài thôi. Thì Nhi cũng nghĩ là chắc chắn là Lạc Luộc cũng chỉ có quanh quẩn ở cái đất Lào Cai thôi, ở đây chơi bời thôi. Còn hai vợ chồng thím thì về nhà thôi, chắc là cũng thân thiết nhau lắm thì chắc cũng chia tay nhau thôi, sớm hay muộn thôi. Chứ thật sự ra với khán giả mọi người thì Nhi cũng đã đặt hết ra rồi. Bởi vì là một cái người như Lạc Luộc và như thím chọc này, thì nếu như mà Nhi là tổ chức ấy, thì Nhi không bao giờ Nhi thuê hai cái nhân vật này lên trên không gian mạng. Tài không có, cán thì không, tư duy phản biện thì không, toàn lên dùng những cái chiêu, cái trò, cái mưu, cái hèn, cái kế thôi, chứ làm gì có cái kiến thức gì. Thì qua cái clip của ngày hôm qua mà Nhi phát clip nguội đấy, nên thì Nhi chia sẻ cho khán giả mọi người. Thì những cái clip trước đây thì Nhi cũng đã biết được là những cái mánh khóe và những cái mưu của cái chủ kênh Lạc Luộc này để dựng lên với cái mục đích là để thu hút view like thôi và để câu kéo khán giả thôi, chứ làm gì có cái tư duy và có cái gì tài giỏi đâu. Đấy là cái cách nhìn nhận của Nhi. Thì còn cái vấn đề về chọc ấy thì Nhi cũng đưa ra một số cái phản biện như sau. Chọc này chỉ là cái con người lợi dụng vào để câu like, để câu view thôi, để câu kéo khán giả thôi. Chọc này là chỉ có tham. Mọi người cứ thử nhìn cho Nhi xem cái răng ấy, cái mồm đấy, nó khít khìn khịt, nó xít xìn xịt như vậy, với cái mục đích của chọc ấy là chỉ có được lợi. Chơi với ai cũng thế thôi, cứ lợi dụng được, cứ có lợi cho bản thân mình là mình thân mình thiết. Còn nếu như chơi với chọc ấy mà không có lợi ấy, thì chắc chắn chọc sớm muộn thôi cũng chỉ là cái đồ hết đát thôi, và cũng là cái đồ bỏ đi thôi. Còn khán giả mọi người ấy thì Nhi cũng đã khuyên khán giả rồi, nếu như muốn theo dõi những cái kênh YouTube thì mọi người hãy theo dõi những cái sự thật. Bởi vì bây giờ cái gì cũng thế thôi, thời đại 4.0 rồi, sự thật thì vẫn là sự thật. Và cái con người lươn lẹo thì lươn lẹo từ đầu thì sau vẫn như thế. Bởi vì cái bản chất, cái đức tính của con người nó đã ăn sâu vào cái tiềm thức rồi, đã lươn lẹo, đã văn vở thì cũng có bỏ đi, thì cũng có phải mất thời gian mọi người. Và muốn đổi người, đổi tính, đổi lết ý, thì cũng phải có thời gian. Chứ không phải là khán giả mọi người không biết, nhưng mà khán giả cổ suý, khán giả ủng hộ, khán giả tung hô thì khán giả bây giờ chắc cũng đã biết rồi chứ. Khán giả chắc cũng đã biết được sự thật rồi. Còn cá nhân của Nhi thì Nhi cũng không bao giờ Nhi tự nhiên Nhi lên Nhi khoe mẹ hay Nhi nói tốt cho cá nhân mình cả.
Nhi chỉ cái cách nhìn nhận của Nhi, Nhi không phải thông qua bất kể những clip của kênh nào để Nhi lên Nhi phản biện cả. Nhi chỉ lên Nhi đưa lên những cái gì Nhi nhìn thấy, và Nhi đưa ra cái phỏng đoán và cái tư tưởng của Nhi. Chứ Nhi không bao giờ Nhi nghe theo những cái sự sắp đặt của những cái kênh đấy. Bởi vì những cái chủ kênh như Thủy Trọng này, Lạc Luộc này, chỉ dựng lên những cái vở kịch và để lên lừa dối khán giả, để khán giả bám theo những cái clip đấy để phản biện. Thì tất nhiên bám theo những cái clip của hai cái chủ kênh này là chắc chắn là đã dính vào cái mưu cái kế của hai cái chủ kênh này rồi. Nên là từ trước đến nay Nhi làm clip, Nhi lên Nhi phản biện, Nhi không bao giờ Nhi bám vào những cái chủ đề của những cái kênh này cả. Nhi lên Nhi chia sẻ, Nhi chỉ phản biện theo cái cách nhìn người nhận của Nhi. Không bao giờ Nhi phải nghe theo bất kể một cái clip, một cái sự sắp đặt của cái chủ kênh này cả. Nên là Nhi không bao giờ bị những cái chủ kênh này dẫn dắt được. Và những cái chủ kênh này cũng dẫn dắt Nhi thì cũng rất chi là khó. Nên là khán giả mọi người xem đấy, thì bây giờ có phải là trong cái buổi ngày hôm qua không? Thì những cái clip lên trên không gian mạng đấy, thì khán giả cũng như Nhi thôi, cũng đã đi đến hết cái bất ngờ đó đến cái bất ngờ kia đúng không? Và khán giả cũng đã xem đấy, cái sự sắp đặt và cái sự diễn trò của những cái chủ kênh này là do Lạc Luộc này nó sắp đặt hết, để nó câu nhử và nó để lừa dối những cái kênh kia đang phản biện và đang nói đấy, thì sẽ dính vào gọi cho là cái thiết âm mưu của hai cái con người này. Bởi vì mọi người phải lên nhớ như thế này, cái con người của Lạc Luộc ấy, nhìn cái mắt, nhìn cái khuôn mặt của Lạc Luộc ấy, là cái con người này sống rất chi là lươn nẹo, rất chi là mưu mô và có cái sự gọi cho xảo quyệt ở cái chủ kênh Lạc Luộc ấy. Còn riêng Thủy Trọng thì khán giả mọi người phải biết như này này, Thủy Trọng là cái con người sống lợi dụng và gọi cho là cái tính gọi cho khôn lỏi đấy, chơi với bạn chơi với bè cứ được lợi là chơi. Và cái con người của Thủy Trọng ấy thì xin thưa với khán giả mọi người nhìn cái răng, cái mồm nó khít khìn khịt, nó xếp xìn xịt như thế. Ăn thì mọi người phải biết nhớ như này, ai chơi với Thủy thì thứ nhất Thủy chỉ có muốn là có lợi cho cá nhân mình và cho mình thì mới bắt đầu chơi. Còn nếu như mà không có lợi ấy, thì chắc chắn Thủy Trọng là không bao giờ chơi. Thì chơi cũng chỉ được ngày trước ngày sau thôi, thì cũng coi nhau quý nhau như mẻ thôi. Thì trước đây thì Nhi cũng đã trong cái gọi cho trong cái câu chuyện như vậy, nên là Nhi nhớ Nhi biết, nên là Nhi đã chia sẻ cho khán giả cho mọi người rồi. Nên cái con người của Thủy Trọng ấy, thì chỉ tin được ví dụ là 10%, nhưng mà khéo chỉ tin được 0,1%, đến 0,5% thì Nhi còn không tin ấy. Chứ đừng có nghĩ là 0,1%. Thế là Nhi chia sẻ với khán giả mọi người, trong suốt cái quá trình tham gia đấu tố trên không gian mạng trong cái thời gian vừa qua, thì cá nhân của Nhi là cái người nhìn nhận và Nhi theo dõi những cái chủ kênh này lên trên không gian mạng đã giúp cái gì và đã chia sẻ được những cái gì, thì Nhi đã chia sẻ cho khán giả cho mọi người rồi. Còn cái cá nhân của Nhi lên làm YouTube thì Nhi luôn làm theo cái cách phản biện và cái cách nhìn nhận của Nhi. Nhi không bao giờ Nhi lên Nhi cầm đèn Nhi chạy trước ô tô, và không bao giờ Nhi dính vào những cái chiêu trò và những cái sự mưu hèn kế bẩn của những cái chủ kênh này lên dẫn dắt khán giả. Thì chính nếu như mà mình mà tin tưởng vào những cái chủ kênh đấy, hoặc là mình theo dõi những cái clip đấy, thì tất nhiên là mình sẽ bị dẫn dắt theo và mình sẽ vướng vào cái câu chuyện lươn nẹo văn vở của chúng nó. Nên là Nhi đã làm theo cái cách của Nhi, thì khán giả mọi người cũng đã thấy đấy. Thì Nhi chia sẻ lên những cái gì Nhi nhìn nhận được ra và Nhi cảm thấy cái gì mình làm được, cái gì mình không thì Nhi sẽ chia sẻ. Còn những cái gì Nhi không biết thì Nhi không chia sẻ. Nhi chỉ chia sẻ theo những cái cảm xúc và cái cảm nghĩ của Nhi để chia sẻ cho khán giả, cho mọi người thấy sự thật thì vẫn là sự thật. Còn Nhi không bao giờ Nhi cổ suý hay là Nhi bênh vực hay là Nhi lên trên không gian mạng Nhi diễn trò câu view câu like cả. Nhi chỉ chia sẻ lên những cái sự thật và những cái gì Nhi cảm thấy nó sai, nó trái thì Nhi chia sẻ. Không bao giờ Nhi phải nghe theo hay bất kể là những cái sự sắp đặt của kênh nào cả. Cá nhân của Nhi chỉ nhìn về thứ nhất là cái sự thật và nhìn về cái sự hiện tại. Thế nào mong cô chú anh chị và khán giả mọi người hãy xem và hãy nhìn nhận được ra những cái clip trước đây Nhi chia sẻ, Nhi phản biện
có đúng sự thật hay không. Thì mong cô chú anh chị và khán giả và mọi người hãy ủng hộ cho Nhi để Nhi lên cái quan điểm, để xem những cái quan điểm của Nhi có trùng với quan điểm của cô chú anh chị và khán giả hay không. Thì Nhi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và mọi người. Thì hôm nay thì Nhi làm cái clip thì nó cũng ngắn đây thôi, để chia sẻ cho cô chú anh chị và khán giả trên cái đường like của Nhi. Đấy là những cái chia sẻ và những cái gì Nhi cần nói cho khán giả, cho mọi người nghe. Còn nếu như mà để dẫn dắt Nhi ý, để theo những cái guồng hoặc là theo những cái chiêu cái trò của những cái chủ kênh YouTube này thì chưa đủ tầm mọi người ạ. Bởi vì cá nhân của Nhi, Nhi cũng biết là làm theo cái mánh khóe làm YouTube, muốn có view có like thì làm như nào, nhưng mà Nhi không làm cái việc đấy. Mình muốn bền thì mình phải xây dựng từ đầu. Mình muốn thật sự hoặc là mình muốn tốt thì mình phải trước tiên là mình chủ kênh mình phải tốt đã, chứ không nên dùng những cái chiêu cái trò cái bài mọi người. Đấy là những cái ăn sổi. Đây là Nhi cũng chia sẻ với mọi người như vậy thôi. Thì Nhi xin phép Nhi xin dừng cái clip ở đây. Xin hẹn cô chú anh chị và mọi người trong những clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người ạ.